Hồi giờ hồi lâu mẹ nấu trứng cho con với cha ăn mà cha ham ăn quá. Hả? Cha mình cha à hồi lâu hả cha ham ăn hả? Ồ. con mới thấy cha ham ăn á. Vậy hả? Vậy giờ sao? Giờ ý con sao nè? Bây giờ cha đừng có ham ăn quá nha. Ừ. Giờ giờ cha mà cha ăn hết là mẹ với con nói bụng mẹ với con chết luôn á. À cha biết rồi, vậy vậy thôi bữa nay cha không có ham ăn nhiều nữa ha. Rồi, có gì nữa không? Dạ không, Rồi sáng mai sao? sáng mai mình đi về ngoại. Ừ. Nhưng mà con nhớ anh Tâm, con yêu anh Tâm. Sao vậy? Thì cha biết rồi mà. Sao nhớ anh Tôm dữ vậy nè? Anh Tôm mới về ngoại có chút xíu mà nhớ dữ vậy đó hả? Chắc là có. Con đi khỏi căn nhà này luôn á. Sao đi khỏi căn nhà này? Giờ con hiểu chị rồi. Giờ con hiểu rồi hả? Giờ con hiểu rồi thì sao nè? Tại vì con đi học giờ giờ lúc đó mình hồi hồi giờ giờ lúc lâu mình giờ mình đi về ngoại giờ 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 quỳ xong á, con nhìn rõ ràng là cái tiệm đó là giờ giờ là cái tiệm đổi xe á. Tiệm đổi xe sao nè? Đổi xe tại giờ 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 tại vì giờ tại vì á con nhà ngoại to quá nên nên con phải đi ô tô. Nay Cherry Calam bị bệnh nha ông bà cô chú, mà nhõng nhẽo quá chừng luôn. Tại con nhớ anh hai mà. À nhớ anh hai hả? À, bữa nay do Ri bị Cherry bị bệnh nha, cho nên anh hai về bên ngoại để tối mà lỡ có gì đó để đưa Cherry đi bệnh viện đó thì không có phải nhờ ông ngoại qua đó ông bà cô chú. Mà anh hai về bên ngoại thì bây giờ Cherry ở nhà mình để Cherry nhớ anh hai dữ lắm, nhớ luôn rồi. Nhớ mà nãy giờ khóc luôn, nhớ quá thì nhớ. Ừ cha biết rồi. Ừ sao mà nhớ dữ vậy không biết nữa à. Nhớ vậy thì dần sao con? Nhớ mà thở không được luôn hả? Nhớ dữ vậy đó sao? Sao vậy? Sao phải ngồi vậy? Hả? Hồi nãy nhớ ai nữa? Hồi nãy con nhớ bà ngoại nữa mà đúng không? Nhớ làm sao vậy? Hả? Nhớ nhiều lắm lắm luôn phải không? Nước miếng ra đầy tay cha luôn rồi. Mẹ biết rồi, nhưng mà ngày bây giờ tối nay con hết sốt cái là ngày mai mẹ cho về ngoại chịu không? Ngủ giờ ngủ thì dậy vậy là con hết sốt hả? Thì để coi cái tối nay nếu mà con hết sốt á là mẹ sẽ cho con về ngoại, biết không? Biết không? Con ẵm lên người con á. Rồi xong đi rửa tay.
Rồi nó cũng thích con nữa đúng không? Nó cũng yêu chị Chi Ly nữa đúng không? Con nhớ chó xù quá. Con nhớ chó xù quá hả? Con nhớ chó xù chỉ nhớ anh Tôm à? Con có nhớ. Con nhớ con coi chó xù với anh Tôm con nhớ ai nhiều hơn? Con nhớ. Rồi con nhớ Pino với anh Tôm. Nhưng mà con nhớ con Pino nhiều hơn hay là nhớ anh Hai nhiều hơn? Hay là nhớ như nhau? Nhớ như nhau. Rất ơi vậy hả? Rồi thôi được rồi. Mẹ cho con coi xíu để con nguôi ngoai nha. Dạ con tạm biệt ông bà cô chú đi. Dạ con tạm biệt ông bà cô chú. Rồi sao bữa nào gặp lại nha.